hơn 2 triệu đồng là khoảng giá mà chúng ta sẽ phải bỏ ra khi mua chiếc ZTE Blade A31 Plus. Một chiếc máy mà theo như quan điểm cá nhân của mình thấy rằng nó phù hợp hơn cho những trải nghiệm sử dụng mang mức độ cơ bản là chính. Tất nhiên là với khoảng giá trên 2 triệu đồng này, chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều. Và để có thể làm rõ hơn, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem những thông số cụ thể bên trong và những trải nghiệm sử dụng thực tế của mình ở trên chiếc máy này nó sẽ như thế nào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store, và đây là bài đánh giá chi tiết chiếc ZTE Blade A31 Plus. Mình đã khẳng định ở phần đầu video, đây là một chiếc máy dành cho những nhu cầu cơ bản. Vậy chiếc máy này có những gì mà mình lại khẳng định như thế? Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về những thông số liên quan đến mặt màn hình. Anh em sẽ thấy ngay một điều, đấy là thông số độ phân giải màn hình ở trên chiếc máy này không thực sự quá ấn tượng. Đồng thời thì cũng phải lưu ý thêm cho anh em, đây là thông số mật độ điểm ảnh chỉ dao động trong khoảng 179 ppi. Một con số mà bản thân mình đánh giá không quá cao khi mà chúng ta xét dựa trên những trải nghiệm sử dụng thực tế. Về mức độ sáng thì cũng cần phải lưu ý với anh em một điều, chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều vào một chiếc máy ở trong phân khúc tầm giá 3 triệu đồng. Vì bản thân mình thấy rằng độ sáng ở trên chiếc máy này khi sử dụng dưới những tác vụ cơ bản, đặc biệt là khi chúng ta sử dụng ở trong nhà, không xảy ra trường hợp đấy là nó bị chói hay là nó bị lóa gì cả. Bản thân mình không kỳ vọng quá cao ở trên chiếc Blade A31 Plus. Thế cho nên mình có thể cho rằng yếu tố về mặt độ sáng tạm thể chấp nhận được. Như vậy là có thể đánh giá ngay một điều, màn hình trên chiếc máy này đúng như những gì mà mình đã đề cập ở phần đầu, sử dụng được dưới những tác vụ cơ bản. Thế còn về phần thiết kế thì sao? Đây thực sự là một trong những chiếc máy mang yếu tố thực dụng rất cao, vì nếu như anh em để ý, chiếc máy này hoàn toàn có thể bóc phần mặt lưng ra để chúng ta có thể thay pin một cách vô cùng dễ dàng. Chất liệu thiết kế trên chiếc máy này thì sao? Kính là chất liệu mà chiếc máy này không sở hữu, vì chúng ta sẽ có ngôn ngữ thiết kế bằng nhựa. Và bản thân mình đánh giá rằng với một ngôn ngữ thiết kế bằng nhựa, chúng ta sẽ có được một cảm giác cầm nắm nó nhẹ nhàng hơn. Và ZTE cũng biết trang trí cho phần mặt lưng nhựa này, khi anh em sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ có một dải nối dài từ phần module camera đi xuống cùng với logo ZTE đi kèm với dòng chữ Digital Camera được đặt theo phương ngang. Về phần module camera, anh em sẽ nhận thấy ngay một điều, nó gần như tương đồng so với những chiếc máy tới được các thương hiệu như là Poco, có mức giá dao động trong khoảng từ 6 đến 7 triệu đồng đã được ra mắt ở trong năm 2021. Với ngôn ngữ thiết kế như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cảm giác gì đấy nó cao cấp hơn, nó tầm trung hơn. Tuy nhiên, nếu như đánh giá chung một mặt ngôn ngữ thiết kế, mình thấy rằng chiếc máy này vẫn có tồn tại một vài những khuyết điểm. Anh em sẽ thấy ngay ở bên phía góc bên tay trái của chúng ta sẽ có cổng sạc với chuẩn là micro USB. Bản thân mình không đánh giá quá cao chuẩn sạc này ở trong năm 2022. Khi mà thông thường ở trong phân khúc tầm giá này, các hãng đều đã cố gắng trang bị cho chúng ta cổng sạc là USB Type-C. Về các phím bấm, bản thân mình thấy rằng độ đàn hồi cũng như là độ nảy của phím ở trên chiếc Blade A31 Plus hoàn thiện khá tốt. Thế cho nên mình có thể đánh giá rằng, đúng, nó có một vài những hạn chế, nó có một vài những điểm mà bản thân mình đánh giá hơi thấp một chút. Nhưng đánh đổi lại, anh em sẽ nhận ra ngay một điều, đấy là chiếc máy này vẫn có những trải nghiệm để nó sử dụng vừa đủ đối với một vài đối tượng khác nhau. Và đối với những người trẻ như mình thì chiếc máy này không quá phù hợp, nhưng đối với những người dùng với những tác vụ cơ bản, ví dụ như những bác trung tuổi này, những bác chạy xe ôm công nghệ, hay là những bạn chỉ cần một chiếc máy để sử dụng dưới các tác vụ nghe gọi và nhắn tin, chiếc máy này mình nghĩ là nó cũng khá phù hợp chứ. Chúng ta sẽ được trang bị một viên pin với dung lượng là 3000 mAh. Con số này không thực sự quá cao, và thời gian on screen ở trên chiếc máy này cũng phản ánh đúng thực trạng như thế. Mặc dù có màn hình với độ phân giải không quá lớn, tuy nhiên thời gian on screen ở trên chiếc máy này sẽ chỉ dao động trong khoảng từ 3 tiếng đến 3 tiếng 30 phút mà thôi. Bản thân mình đánh giá rằng với một chiếc máy như thế thì tất nhiên là nó vẫn sẽ có những ưu và nhược điểm riêng. Ví dụ như chúng ta có thể thay pin nóng, là chúng ta sẽ có thể sử dụng được dưới các tác vụ hàng ngày một cách vô cùng thoải mái. Tiếp theo về mặt camera, editor sẽ chèn test cho anh em. Mình sẽ không đánh giá quá nhiều về mặt thông số này có ảnh hưởng gì đến những trải nghiệm sử dụng thực tế của chúng ta, mà chúng ta sẽ nói về chất ảnh cho ra ở trên chiếc máy này như thế nào. Mình nghĩ rằng với khoảng giá 2 triệu hơn như này, anh em sẽ không kỳ vọng quá nhiều. Thế cho nên chúng ta sẽ đánh giá theo một khái niệm mà nó tương đối rộng mở một chút. Ở trong điều kiện đủ sáng thì đẹp, độ sắc nét cũng như là khả năng cân bằng sáng rất tốt là những gì mà chiếc máy này không có. Anh em sẽ nhận ra ngay một điều, độ chi tiết ở trên chiếc máy này nó nằm ở mức độ vừa đủ dùng cho những trải nghiệm sử dụng của chúng ta mà thôi. Thế cho nên mình nghĩ rằng nó là một chiếc smartphone có camera sử dụng được dưới các tác vụ hàng ngày. Nhưng nếu như chúng ta yêu cầu một độ chi tiết thực sự rất tốt ở trên một chiếc máy ảnh hay là một chiếc camera phone thì chiếc máy này không đáp ứng cho chúng ta được. Bản thân mình thì nghĩ rằng đây là một yếu tố chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Và anh em sẽ nhận ra ngay một điều, ở trong điều kiện tranh sáng có những vùng đã hoàn toàn xảy ra trường hợp bị cháy sáng. Bản thân mình một lần nữa mình phải nhắc lại một điều, 2 triệu đồng ra không nên kỳ vọng quá nhiều. Chúng ta sẽ đánh giá phần camera này theo một khái niệm mà nó tương đối mở mà thôi, để cho anh em có thể dễ dàng hình dung ra được khả năng xử lý hình ảnh ở trên chiếc máy này như thế nào. Và trong những video sắp tới khi chúng mình đánh giá chiếc ZTE Blade A51 thì anh em cũng sẽ một phần ở đấy hình dung ra được đấy là về thuật toán xử lý hình ảnh ở trên cả hai chiếc máy này nó sẽ khác nhau như thế nào. Tuy nhiên có một điểm mình cảm thấy khá là lạ ở trên chiếc máy này, đó là về khả năng selfie. Anh em sẽ nhận ra ngay một điều, với những bức ảnh selfie ở trên chiếc Blade A31 Plus, đấy là da người sẽ được làm rất là mịn và anh em nhìn ngay trên bức ảnh của bạn mẫu sau đây thì anh em sẽ nhận ra một điều, khả năng xử lý hình ảnh ở trên chiếc máy này không phải là dạng vừa. Một lần nữa mình cũng phải khẳng định một điều, chiếc máy này đáp ứng cho chúng ta được những nhu cầu trải nghiệm mức độ thực dụng thôi. Thế cho nên là với một hệ thống camera selfie như thế này, nó sẽ là một thiết bị camera vừa đủ dùng cho những bạn, ví dụ như là những bạn học sinh chẳng hạn, khi mà được bố mẹ mua một chiếc máy để có thể sử dụng tạm thời thì đây là một trong những chiếc máy hoàn toàn phục vụ tốt cho những tác vụ của chúng ta. Hiệu năng ở trên chiếc máy này bản thân mình đánh giá không quá cao khi được trang bị con chip dòng Unisoc. Nếu như anh em để ý thì con chip này sẽ vừa đủ dùng cho những tác vụ hàng ngày và bản thân ZTE cũng ngầm khẳng định điều đấy khi trang bị cho chúng ta giao diện Android Go. Một lần nữa phải nhấn mạnh với anh em, đây không là một con chip với khả năng chiến game thực sự quá mạnh. Mình biết chắc chắn một điều, với những chip thủ khi xem đến đoạn này anh em sẽ tắt ngay video. Tuy nhiên cũng phải nhấn mạnh với anh em, đấy là đây là một chiếc máy phục vụ dưới những nhu cầu cơ bản. Và về mức bộ nhớ RAM chúng ta cũng sẽ chỉ có 2GB RAM mà thôi. Khi mà mình sử dụng trên giao diện Android Go, mình cảm thấy có một sự mượt mà nhất định. Tuy nhiên khi mà vào những ứng dụng, khi mà mình trải nghiệm thực tế trên phần camera thì bản thân mình vẫn cảm nhận thấy có một sự delay nhẹ. Thậm chí khi mình kéo thanh thông báo xuống chúng ta cũng cảm thấy có một sự delay. Bản thân mình hoàn toàn chấp nhận được yếu tố này, có lẽ cũng bởi vì một phần mình sử dụng những chiếc flagship quá nhiều, thế cho nên mình cảm nhận thấy có sự khác biệt ở đây. Nhưng đối với những người dùng cơ bản, họ sẽ không cảm nhận thấy điều này một cách quá lớn đâu. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đánh giá xong chiếc ZTE Blade A31 Plus. Bản thân mình thì mình thấy rằng 2 triệu đồng một khoảng giá chúng ta bỏ ra, mình không kỳ vọng quá nhiều vào những yếu tố như là việc chúng ta có một hiệu năng mạnh mẽ hay có một camera ổn. Nhưng chiếc máy này vẫn có những trải nghiệm thực dụng. Ví dụ điển hình ở đây, chúng ta có thể thay pin nóng, chúng ta có jack cắm tai nghe 3.5mm. Một trong những điểm mà mình nghĩ rằng với những người dùng cơ bản họ đã thực sự rất thích điều này rồi. Vậy thì anh em đánh giá sao về chiếc Blade A31 Plus? Xin anh em hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay, sẽ để lại cho chúng mình xin một like, một share, một subscribe, nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.